Như cô ngủ cái chiếu mà nó còn phải mua cho cô nè, cái chiếu này rách hết trơn rồi nè. Là đồ đạc ở đây là chị Linh Lan mua không hả cô? Linh Lan mua cái nồi cơm điện, cái ga. Mà cô ở đây là quan hệ với chị Linh Lan là như thế nào cô? Cháu. Dì là dì ruột đúng không? Dì ruột. Dì ruột. Dì là thứ 8, còn lại thì mẹ của Linh Lan là thứ mấy? Thứ 10. Vậy tức là còn người thứ 9 nữa. Lại còn mẹ của Linh Lan là em của dì luôn. Em. Nó cu su này nó cũng mua cho cô nè. Rồi cu su. Cái gì? Cu su. Cái tấm mũ ở trên đó. Mũ ở trên Linh Lan cũng mua hết rồi, cái tấm che nó cũng mua cho cô đó. Cô không có cái gì chứ, vậy đó. Vậy là dì không có một cái gì hết. Thời gian vừa qua khi mà Linh Lan kêu gọi được một số những mạnh thường quân là anh chị em nghệ sĩ ở nước ngoài thì cũng đã hỗ trợ để mua sắm những đồ này cho dì, cũng như là dự định là xây cho dì một cái nhà. Cái lúc nước ngập mấy con đứng ngập ở đây nè. Nước ngập là ngập lên đấy tận đây luôn đó. Vậy vậy nó, thì cô có mấy cây chổng này thôi, mấy cây chổng cũ người ta cho cô thôi đó. Ở đây là cũng cô chú ở sớm là cũng mua giúp cho cô cho với... cho chổng cũ nè, mới cho cây chổng cũ này nè, rồi cây chổng này người ta cũng cho cô mà gãy hết trơn rồi, có ba chân cũng hả. Cái này cô Đinh Lan mua nè, cái này cũng cô Đinh Lan mua đó. Này cũng nó mới mua nè. Rồi cơm điện, bếp ga, tất cả những vật dụng mà dì Tám hiện đang có, những vật dụng mà gọi là vật dụng sang, đồ sang. Đây đều là do Linh Lan hỗ trợ. Bên cạnh đó thì việc Linh Lan cũng phải hỗ trợ cho dì là giao ăn hàng tháng luôn đó. Giao ăn hàng tháng luôn. Chứ hàng ngày thì dì đi có đi làm cái gì không người gì? Dì lớn tuổi rồi, dì cũng gần 60 tuổi rồi. Dì không có mặn gì trơn, cũng như dì đi hái rau mì vườn rồi bắt ốc bán kiếm tiền xài cả nhà. Con dòm dò cắn gì con cũng biết. Nó bị phù quá trời. Dòm tay gì con cũng biết mà. Tay chân là gì cũng bị phù tay chân của dì lá hết trơn Chắc do lội nước nhiều quá. Lội nước rồi cái dưới nước nó cứ xuất sâu đó. Rồi nó cũng hứa nãy gì cũng chết. Không mặn con lấy gì ăn. Rồi Đinh Lan cho gạo thì hàng tháng ăn đó. Tụi con đi tới đây cũng tối quá rồi. Nghỉ phát biết không? Rồi con xuống đây cũng con coi đó hả? Nước ngập là tới đây nè. Đấy là khi mà mưa gió thì mới ngập đến đấy đó hay là? Không, nước có dù mà tháng 9, tháng 8 rồi đó con. Tức là có thủy triều lên cái là bắt đầu là ngập đến như vậy luôn á. Đúng rồi, cái nước mà nước tháng 9, tháng 8 nước nhiều lắm. Này tháng 11 mình rồi mà dễ hết rồi, đã bớt rồi. Lúc đó cũng thấy nước ngập dữ lắm luôn. Bởi vì nên thấy cái nền nhà của cô cái nó là chịu không nổi, cái nó để cắt cho gì một cái mới được. Vì mừng dữ lắm luôn. Còn nhà cửa bên chị Linh Lan là ổn không cô? Cũng được. Cũng được. Chung gì gì cứ phải ráng sống tạm thêm một thời gian nữa thì chắc là khi mà những công việc lo liệu cho anh Vân Quang Long xong thì chắc là Linh Lan cũng sẽ quay trở lại để giúp cho gì giá giúp cho gì đang tết gì có cái nhà chứ tết gì gì ở gì rồi gì khổ quá mưa gió rột. Cô chú anh chị xem cái nhà sập sệ quá trời, cái này mình nhắn nắng mưa đâu có chịu nổi. Mùa mạ như vậy gì sợ lắm không? Ghê má, cái bên sát bên đó con. Rồi mình đây em bên góc này có cái nghĩa trang nè, bên góc bên đây cũng có nghĩa trang mã. Ban ngày con ra coi mã lừ trên ra. Gì cũng sợ lắm chứ mà điều niệm Phật ngủ đại. Đâu có cái niệm Phật gì đốt nhang niệm Phật gì ngủ. Đồ đạc thì cũng đang để ngổn ngang ở phía ngoài. Nó nào chắc đó Linh Lan mua không đó, nó kéo với nhà lên cho đó. Và Linh Lan phá bỏ cái chòi của dì để xây cho dì cái nền và dự định xây nhà này thì ở dì ở cái chòi đó bao nhiêu năm? Cái chòi đó tôi ở cũng khoảng độ chừng mười mấy năm rồi. Nó dột rồi. Nó dột mà nước nó lên cái chòi cũng ngập hết trơn tới chỗ cây chổng ngủ đó. Rồi lớp trùng nó bò cưng ngon con ơi thôi. Miếng nước ngập là một năm là chịu, nước ngập 3 tháng đó. Là năm nào cũng cứ cũng vậy chứ, bị gì đất ở xè thấp dữ lắm. Lại thì cái nhà lớn lớn ở phía trước này là nhà của anh của anh dì Tám không? Anh. Rồi cha mẹ hồi đó dì ở với má, dì sao chồng dì ở với má cũng hai mấy năm. Rồi bà má chết cái ổng về cũng ở.
cái gì ra thì ra, mày này cũng là đất này đất của má. Dì nói là tôi đây tới Tết không biết có nhà không, chờ dì gậu muốn chết. Hôm nay dì chóng mặt hoài. Cao huyết áp, chóng mặt hoài, bệnh hoài. À, dì còn bị bệnh cao huyết áp nè. Bệnh dữ lắm luôn, nhức đầu, cao huyết áp, mà uống thuốc hàng ngày đó con. Sáng sớm thức dậy uống viên. Vậy là trước khi mà anh Vân Quang Long mất là Linh Lan là ở nhà bên mẹ gần đây đúng không dì? Ở Tân Quế nè con, này Tân Lược, ở dưới Tân Quế, con này nhà gì ở Tân Lược. Cách nay cũng xuống nhà nó cũng 7-8 cây số. Con đi ra phía nền nhà thêm một chút xíu nữa. Nó lên được cái nền nhà cho gì mừng hết biết luôn. Mừng lắm luôn đó con, thiệt á, biết chừng nào gì mà cắt được như vậy. Không có thế nào mà gì cắt được, chị nói thật lòng luôn. Nếu mà không có sự hỗ trợ giúp đỡ, không có thế nào gì cắt nổi hết trơn con ơi. Ba cây dở xuống kìa, gãy hết trơn, con thấy gãy sắp gãy đâu xuống hết trơn. Gì không có biết cái gì hết. Gì không có xem mạng là gì? Gì không có biết coi mạng. Gì không có biết xài điện thoại quẹt quẹt. Vâng, rồi nếu mà gì không biết coi mạng thì thôi thì con cũng sẽ. Gì đâu có dùng tiếng. Dạ vâng. Đây, cô chú anh chị xem là cái nồi cơm của của cô ở đây là của dì chị Đinh Lan. Chà có mắm nè, trong đây còn tô mắm nè cô. Còn con cô bỏ mắm vô đây cô trưng hả? Trưng cho nó hết nước nó khác rồi đó. Dạ con thấy cái nồi cơm này nó nằm vô viện bảo tàng nữa cô. Thấy chiếc đũa vậy chứ không có xài nữa. Dạ ngộ quá, cô không có điện đâu, điện người anh thứ bảy đâu. Dạ. Đâu đó buồn đâu. Cô ăn gì ngon quá vậy, cái này cá gì cô? Cá của cô lạc. Dạ giống cá cha quá. Ừ. Dạ. Giờ hấp dẫn quá luôn. À, cô nấu cũng nhiều, sáng rồi cô ăn sớm hả? Ừ. Là cái miếng đất của ba mẹ cô là cho rộng không cô? Cho có miếng à, có con thẻo đó đó con. Dạ. Nhà cô có nuôi con chó hả, nhiều có cơm nè. Có. Nuôi ba bốn con của mà vườn cô nuôi ba bốn con đặng. Dạ. Ở mà vườn thì ghê lắm. Dạ. Ở đây cô làm cái chỗ khu du lịch được nè. Giỏng giỏng treo quá trời. Nhà cô giả rồi, có cái mã cái bên này. Dạ thôi cô ghê, con sợ lắm. Dạ. Dạ. Cái mã cái bên. Dạ cái ngồi một cái bên đó cô. Thôi thôi đậy lại đi cô. Cô sợ muốn chết. Dạ, cô. Bây giờ cô mới lấy cái miếng màng cô che lại. Lấy miếng màng lên lăng mua nè, cô che lại. Dạ. Ghê lắm. Bên bển có nhà không mà con thấy có nhà kìa. Dạ. Kệ có nhà cũng đỡ coi. Chứ có cái mình ở cái nhà cô không à, sợ lắm. Sợ lắm luôn con coi mày nhà nhà cô mày có hù mày thấy không? Dạ. Con thấy không có hù. Ở tối cô ngủ có tắt đèn không? Không, cô để muốn đèn cà na. Dạ, bây giờ con thấy. Hỏi cô bây giờ cũng 60 mấy hả cô? Ừ, 60. 60 rồi cô có định bước thêm bước nữa không? Không, trời ơi. Dạ. Trời ơi, già muốn chết rồi con. Dạ. Cô bây giờ mà bước thêm bước nữa gì? Dạ. Cô đi gì? Đi còn không nổi bước nó cô. À? Dạ. Đừng nói cái đó. Dạ. Cô gì không có cái đó đâu. Dạ. Cô này rồi hàng ngày lúc này còn có thi công rồi làm không cô? Làm nhà cô hả? Dạ. Có ai đâu làm. Dạ. Ngưng luôn hả cô? Ngưng luôn. Dạ. Làm rồi mà nó hình như là bốn thằng thợ hàng cu ly. Nó làm. Dạ. Này đâu cũng 5-6 ngày à. Dạ. Rồi nó cũng không có tiền luôn. Dạ, là cô chưa có gửi tiền luôn hả? Cô đâu có tiền mà gửi. Trời ơi, hèn chi không có gửi tiền rồi mấy anh nghỉ mất tiêu hết hả? Nó nói dạ. Nhà nó cũng không có tiền tội nghiệp, nó cũng nghèo, nó không có tiền luôn. Dạ. Rồi cô đâu có tiền đâu mà trả. Dạ, trời ơi, khổ ngày quá. Ngày 300 ngàn tiền nó cô trả. Dạ. Hình như con thấy cái gì mà cô đậy ở đây một đống rồi cô, củi hả cô? Không, cái này là Linh Lan nó kêu còn dư mấy bọc xi măng nè. Dạ. Ba. Xi măng cô đậy vậy nó để lâu quá nó chết đó cô. Dạ. Bắt vào cô bắt vào. Dạ. Cô bắt cho. Dạ. Cái này chắc cũng con dòm thấy cái đống này bự quá, cũng trên 10 bao quá cô. Đâu, có 3 bao hả? 3 bao mà con thấy bự quá cô. Đây 3 bao đây. Cô mới sửa lại đây nè. Sao con thấy ẩm quá? Đó, con nhìn có 3 bao. Dạ. Trời. Cứng rồi đó. Dạ nó cứng ngắc rồi cô. Dưới đây nữa bao cứng ngắc rồi đây nè. Dạ, hình như nó chết luôn rồi. Vậy. Nó cứng ngắc hả? Đó. Mở bao đó mình thấy. Rồi nó cứng rồi cô ơi. Cái này nó cứng rồi.
cái lớp dưới này nè, lớp trên đó, lớp dưới này nó cứng cạnh rồi. Dạ, nó cứng rồi. Cái này chắc mình đổ làm đổ bê tông á. Chứ mình đâu có tô hay là ấy được đâu. Rồi, cái cô đậy lên, cô mới chắc lên, cô đậy lên nè. Dạ. Chết, cô nói rồi. Cái này cũng hên là có ba bao á cô, chứ mà nhiều là tiền không. Có ba bao đó. Dạ, cũng thấy vậy cũng đỡ cô ơi. Tiền không mà con, dạ. Cô đậy lại dữ lắm. Ở cô đậy kỹ về mà còn bị ướt nè. Cô mần không có ra tiền, cô không có tiền, cô mần ngày nào cô ăn hết ngày nấy rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ không có tiền bạc rồi cứ để không gì khi nào có tiền mới bắt đầu làm nữa. Đó đó. Dạ. Tiền thợ có trả người ta đồng bạc nào. Dạ. Trời. Bốn ba thằng thợ, hai thằng cu ly mà bằng năm số ngày. Thì chưa trả chưa trả người nào. Chưa trả người nào hết. Ừ. Trời ơi. Hôm nay nó hô cô có tiền không cho nó mượn đã, tôi nói cô trời ơi ngày nào có ngày nấy có đâu mà mượn. Trời ơi. Thiệt, cô không có. Cô dẫn cho con tham quan cái móng của khu biệt thự, cái biệt thự của cô. Con rửa tay nè. Dạ dạ. Rửa đại đi con, rửa đại. Rửa đại đi. Dạ dạ. Cái móng này con thấy hình như cái bề ngang cái ngôi nhà này cũng hình như cũng 5 mét không cô? 5 mét, dài mà. Dạ. Mà nó làm luôn cái đó là cái thằng ba cô là 12 đó. À, tại cái này nó bị ngập nước quá nên làm cái móng hơi cao hả cô? Ngập dữ lắm, ngập luôn. Dạ. Cô ở đây mà nó ngập dữ lắm luôn. Dạ. Nhà ba cái đầu cây ngã xuống là bỏ anh hết trơn. Dạ. Cô ở là không có cái gì chứ. Nên làng nó mua không, cô không có gì chứ. Thì... Cái móng này cũng là cũng chất lượng quá nè cô. Ừ. Dạ. Thấy sắc này sắc sắc 10 á như nè. Sắc cô gân không biết nữa, cô biết sắc này sắc gì nữa. Dạ, sắc này sắc gân cứng lắm á cô, chứ tốt. Đổ móng thôi tốt. Nó có làm cầu tư máy cho cô nữa đó. Dạ. Ngoài đây con thấy tối con thấy sợ quá. Sợ. Trời mưa con mới thấy sợ kìa. Dạ. Trời mưa lúc trước ở đây chắc trơn dữ lắm á cô. Trơn nhất mà anh thứ bảy cho cầu điện đó. Cho không cho cô điện chắc cô ở đèn dầu luôn quá. Dạ, ở đèn dầu chắc tối chắc cô chịu gì nổi. Người muốn chết thôi kệ. Dạ. Cô chết là cùng chứ gì.